Xin chào tất cả quý cô chú và anh chị đang theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của Salon ô tô Tùng Bách Thái Nguyên, có địa chỉ tại tổ 2 phường Thịnh Đán. Đã 2 ngày rồi không được gặp nhau, 2 ngày qua thì thực sự công việc cũng khá là nhiều nên là em Huyền bận không kịp quay video để gửi tới quý anh chị. Như anh chị cũng thấy trong video đấy, hôm nay nhà hơi hoang sơ một chút xíu tại vì rất là nhiều xe đã được bán trong ngày hôm qua. Ví dụ như chiếc Fortuner 2017 hôm trước cũng đã quay là vì bị bong cọc nhưng mà cũng hiện tại đã được chốt cọc tiếp theo và chỉ chờ ngày đẹp để khách hàng đến lấy. K3 màu trắng em cũng đã bán về tới tận khách hàng ở Bắc Giang. Hyundai Elantra này bình thường đang ở vị trí kia thì sáng nay em cũng đánh ra đây là để chụp ảnh định giá cho một khách hàng ở Bắc Linh đặt cọc và hiện tại đang làm ngân hàng. Mazda CX-5 cũng đã có chủ rồi các bác nhé. Rất là nhiều xe đã được bán trong 2-3 ngày qua. Công việc cứ bù lu bù loa luôn. Hôm nay thì em Huyền xin phép được lên cái video này để báo giá cho quý anh chị những xe đang còn sẵn tại Salon ô tô Tùng Bách. Đầu tiên dạo này có rất là nhiều anh chị hỏi rằng dạo này Tùng Bách không làm xe bán tải nữa à? Thật ra thì bán tải nhà em vẫn làm đều các bác ạ. Chủ yếu là mua được xe như thế nào thì mới có thể bán được cơ. Và hôm nay thì em Huyền xin phép được gửi tới các bác hai chiếc bán tải Nissan Navara ở đầu video luôn. Con này thì hôm trước em Huyền cũng đã quay chi tiết cho các bác rồi. Đây là bán tải Nissan Navara phiên bản VL, tức là hai cầu số tự động, sản xuất 2020, đăng ký lần đầu 2021, đi hơn 5 vạn km với giá chào bán là 570 triệu đồng. Phiên bản hai cầu thì lúc nào cũng rất là khỏe khoắn luôn các bác nhá. Và đặc biệt khi các bác phải đi vào đường công trình hoặc đi những khung đường khó, đường đèo, cua gấp thì sử dụng xăng hai cầu nó là một cái thuận lợi vô cùng. Và chính vì vậy giá thành nó cũng sẽ cao hơn một chút xíu. Ở đây thì em đang có một chiếc Nissan Navara nữa, nó là bản Premium R sản xuất 2019. Chiếc xe này thì hiện tại sẽ được chào bán với giá là 450 triệu đồng, giá rất là hợp lý đúng không? Một cầu số tự động và hai cầu số tự động. Nếu như bác nào mà đang có nhu cầu mua bán tải Navara thì hãy nhớ tìm đến Tùng Bách Thái Nguyên và gọi điện cho em Huyền theo số điện thoại ghim trên màn hình nhé. Ở đây thì em đang có một chiếc Morning bản Dulux đang quay đầu ra đây này. Con này nó là sản xuất 2021, đi 2,7 km, giá bán là 305 triệu đồng, giá rất là hợp lý cho bác nào mà muốn mua trả thẳng hoặc là muốn mua một chiếc xe nhỏ gọn về để đi gia đình. Bây giờ thì em mời các bác vào bên trong nhé. Bên trong này thì em cũng đang còn khá là nhiều xe để xem là các bác có tìm được chiếc xe nào mà phù hợp với lại kinh tế cũng như là nhu cầu và sở thích của các bác không ạ. Đầu tiên xin giới thiệu đến các bác một chiếc xe Hyundai Accent, một chiếc xe thuộc phân khúc hạng B, phiên bản cao cấp nhất, có trang bị thêm cả cửa sổ trời. Trong phân khúc hạng B thì Accent và Vios là hai cái xe mà kiểu như là giống như B cộng, tức là nó có chiều dài sử dụng nó gần với như hạng C luôn. Giá thành thì vô cùng hợp lý, chiếc này trang bị máy 1.4 siêu tiết kiệm nhiên liệu, sản xuất 2022, Hyundai Accent bản đặc biệt, giá chào bán 480 triệu đồng quý anh chị ạ. Giá cũng không hề cao đúng không? Giá này thì là giá mong muốn của nhà Tùng Bách Thái Nguyên. Nếu anh chị thiện chí thì có thể nhấc máy gọi cho em. Em sẽ đưa ra gọi là bớt một chút xíu lọc để cho các bác đi lại may mắn, đưa ra cho các bác một cái mức giá phù hợp hơn. Nói chung là bác nào mà ưng chiếc nào thì cứ gọi điện trực tiếp cho em làm việc cho dễ nha. Ở đây thì em đang có một chiếc xe sedan thuộc phân khúc hạng C. Chiếc xe này là Kia Cerato. Như trong hình các bác cũng thấy từ cái phần đầu xe là mọi người thấy ngay đây là cái form cũ, không phải là form mới nhất bây giờ của Kia Cerato. Chiếc này sản xuất 2018 các bác ạ. Lên đến cuối năm 2019 thì mới bắt đầu có form cũ. Nhưng con này có một điểm đặc biệt, đấy là phiên bản 2.0 là phiên bản cao cấp nhất rồi. Có ghế chỉnh điện này, có nhớ ghế và rất nhiều option khác cao cấp hơn, có cả cửa sổ trời. Xe thì lăn bánh hơn 7 vạn km và sẽ được chào bán với giá 430 triệu đồng các bác nhé. Giá quá là hợp lý cho một chiếc sedan hạng C mà option nhiều, đời cũng không hề là thấp và đặc biệt là xe nguyên zin, từ máy móc, động cơ, hộp số cho đến keo chỉ ạ. Hyundai Elantra, đây là chiếc xe Elantra còn lại duy nhất của nhà Tùng Bách Thái Nguyên. Hai chiếc chủ số tự động đời 2021 đều đã có chủ rồi. Chiếc này nó là số sàn 2020 các bác ạ. Hiện tại thì giá đưa ra bán cho chiếc xe này là 415 triệu. Nhà em cũng đã gọi là điều chỉnh rất là nhiều để có thể thứ nhất là bám sát theo thị trường, thứ hai là cũng mong muốn là bán được em nó đi để đổi vía, đổi sản phẩm khác. Xe thì đẹp zin, đi 3 vạn 2.000 km. Chủ
cũ đã phay la răng này, đã lên màn hình và đã lên cả bộ ghế da vì nguyên bản nó là ghế nỉ. 415 triệu đồng là các bác sẽ sở hữu một chiếc sedan hạng C, trang bị máy 1.6. Đời 2020 mà đi hơn 3 vạn cây thì hoàn toàn không phải là một chiếc xe đi nhiều đâu quý anh chị nha. Đấy, sáng nay ở đây là Enyantra số tự động đấy, nhưng mà lúc nãy mới đánh ra kia để chụp định giá gửi sang ngân hàng mọi người ạ. Ở đây thì như các bác cũng thấy em đang có ngay hai chiếc Hyundai Kona luôn. Đây là dòng xe crossover đô thị, tức là gầm nó cũng không quá cao mà cũng không quá thấp. Bọn này thì có thể vừa đi được trong đường phố, cũng có thể đi đường đèo, cứ là thoải mái. Nếu như bác nào mà ở khu vực phía Tây Bắc lựa chọn những chiếc gầm cao thì nó thực sự rất là phù hợp. Còn thật ra thì bây giờ cái xu hướng đi gầm cao của người ta rất là nhiều. Vì thực sự là đối với những gầm cao này, đơn giản như khi xuống vỉa hè thôi, là các bác đã cũng không cần phải lo lắng vấn đề mình phải lựa xe nếu không sẽ sập gầm nữa. Trước mặt em đây là bản tiêu chuẩn sản xuất 2020, xe đi 36.000 km với giá chào bán là 495 triệu đồng quý anh chị nhé. Còn đằng sau em này, con này nó cao hơn một đời, 2021 quý anh chị ạ. Cũng là Hyundai Kona 2.0 bản tiêu chuẩn, sử dụng nhiên liệu xăng, không gian sử dụng thoải mái, gầm cao, máy thoáng. Và đặc biệt độ cách âm cũng rất là tốt. Con này thì 2021 và đi loanh quanh 3 vạn cây, giá chào bán là 525 triệu đồng quý anh chị ạ. 530 triệu đồng, 525 triệu đồng. Hiện tại thì mọi người đều đang giao với giá bán là 530, nhưng nếu như bác nào mà chốt ngay ở trên cái video này của em thì sẽ để cho các bác là 525 triệu đồng đối với chiếc xe Hyundai Kona bản tiêu chuẩn 2021 ạ. Ở đây thì em cũng còn một chiếc Kona bản tiêu chuẩn 2021 nữa luôn, nhưng chiếc này nó là phiên bản gọi là đi ít hơn một chút xíu so với chiếc màu trắng này. Cùng năm sản xuất nhưng xe này thì mới đi có 14.000 km, bác chủ cũ cũng đã phay cái quả la răng mới, nhìn khác hoàn toàn so với cái la răng nguyên bản. Chiếc xe này thì cũng cam kết cho các bác là từ số km cũng chuẩn zin, máy móc động cơ hộp số keo chỉ zin. Giấy tờ pháp lý thì đương nhiên các bác không phải lo rồi, em bảo hành trọn đời cho các bác luôn, và đặc biệt là hoàn toàn không có phạt nguội đâu mọi người nhá. Mua xe của nhà Tùng Bách thì các bác cứ yên tâm, có những nỗi phạt nguội thì phải 3 tháng hoặc là 6 tháng mới hiện lên hệ thống, bây giờ có trách cũng không ra. Nhưng nhà em thì luôn ghi rõ vào văn bản và cam kết cho các bác, nếu như có lỗi phạt nguội trước ngày các bác lấy xe ra khỏi salon Tùng Bách thì bên em sẽ chịu hoàn toàn cái chi phí đấy mọi người ạ. Một chiếc gầm cao nữa vô cùng hợp lý, đây là Ford EcoSport sản xuất 2021, phiên bản Titanium là phiên bản cao cấp nhất. Lăn bánh 2.000.000 km và xe này cũng đã mới được điều chỉnh giá bán là còn 488 triệu đồng. Trong video này thì không có cái chiếc EcoSport kia ở đây, nhưng mà em cũng mới về một chiếc không phải màu đen như này, nhưng mà màu hơi ghi ghi nâu nâu. Con đấy cũng là Titanium 2021 nhưng bán với giá hợp lý hơn một chút xíu là 475 triệu đồng vì con đấy nó đi hơn 4 vạn cây. Ảnh thì có rồi nhưng xe đang đi dọn nội thất, nếu bác nào thiện chí thì cứ... Đây, một chiếc xe thuộc phân khúc hạng B, giá rất là vừa tầm, hơn 300 triệu đồng là quý anh chị sẽ sở hữu một mẫu xe sedan hạng B đời cao 2020. Đây chính là chiếc Mitsubishi Charger, máy 1.2 CVT siêu tiết kiệm nhiên liệu, xe không nhiều, xe đi không nhiều 2020, nhưng mấy lăn bánh loanh quanh 4 vạn cây, tính ra thì mỗi năm người ta cũng chỉ đi hơn 1 vạn một chút xíu. Đặc biệt hơn 300 triệu đồng nhưng sẽ được sở hữu rất là nhiều option, ví dụ như là có điều hòa thông minh rồi, điều hòa tự động rồi, sẽ không phải chỉnh cơ nữa, có đèn lối thông minh rồi, sẽ không phải dùng chìa khóa nữa. Đấy là một số tính năng nổi trội. Đặc biệt dáng sedan này thì nó có cái cốp rời nên là nó sẽ tránh được mùi khi lên cái khoang mà các bác sử dụng này. Hơn 300 triệu đồng thôi, các bác thấy giá nó có hợp lý không? Charger 1.2 CVT đời 2020 quý anh chị nha. Còn ở bên này thì em đang có một chiếc xe phải gọi là mới tinh tình tình luôn, mới 100%, sơn zin 100% luôn. Đấy, nói sơn zin 100% là các bác biết độ mới như thế nào rồi đúng không ạ? Chiếc xe này là Toyota Vios bản E CVT 2023. Xe chưa ra tên ai một lần nào, nếu bác nào mua thì mới là chủ đầu tiên của em xe và cũng mới bắt đầu kích hoạt các chế độ bảo hành. Khi mua chiếc xe này các bác cũng vẫn được hưởng những chế độ ưu đãi giống như của nhà nước, đấy là giảm 50% thuế trước bạ mọi người nhé. Con này thì em sẽ chào bán với giá là 490 triệu đồng. Nói chung là bác nào mà thiện chí xe nào thì cứ phải gọi điện cho em Huyền đi, làm việc cho dễ mọi người ạ. Dưới này thì em đang có khoảng tầm 6 xe nữa, có cả xe, những chiếc xe sedan và có cả 7 chỗ và có cả bán tải luôn quý anh chị nha.
Con này là Toyota Altis bản 1.8G, sản xuất 2017, form mới 2018, trang bị 9 túi khí an toàn, có cả ghế chỉnh điện na răng khác hoàn toàn so với bản cũ, 68.000 km, có lịch sử bảo dưỡng hãng để các bác check và hoàn toàn yên tâm. Nội thất mới như trong tranh, thơm mùi mới luôn, con này chủ cũ rất giữ gìn. Thật ra thì đối với dòng xe Toyota Altis, thường những người sử dụng đều là những anh hoặc là những chú đã trung tuổi và có cái tính rất là cẩn thận. Đây là đặc điểm với dòng xe này rồi, nên mọi người cũng hoàn toàn yên tâm khi là mua lại, sở hữu lại những chiếc xe Altis những đã qua sử dụng. Con này là bản 1.8G nhá, và sẽ được chào bán với giá là 530 triệu đồng ạ. Đi trong đô thị thì nó chỉ rơi vào tầm 8 lít thôi, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Dưới đây thì em đang có một chiếc xe bán tải đời vô cùng cao 2021 Mitsubishi Triton, trai tân đấy quý anh chị ạ. Thiết kế phần đầu vô cùng khỏe khoắn, mạnh mẽ và lịch sự, đặc biệt trang bị máy Mivec siêu tiết kiệm nhiên liệu. Một dòng bán tải đến từ Nhật, mà xe Nhật thì lúc nào cũng thế, người ta làm rất kỹ và chỉn chu luôn. Xe thì làm bản một cầu số tự động, 5 bánh 4 vạn 6.000 km. Chủ cũ đã lên cam 360 này, đã lên màn, đã lên ghế da và lên cả một chiếc nắp thùng cao. Loanh quanh tiền độ vào thì đương nhiên mua xe cũ người ta sẽ không tính cái tiền độ, nhưng mà loanh quanh nếu bác nào về mà độ thêm chỗ này thì cũng phải rơi vào tầm 3-40 triệu rồi chứ không ít đâu ạ. Và chiếc xe Triton số tự động một cầu 2021 này sẽ được chào bán với giá 530 triệu đồng các bác nhá. 4 vạn 6 km, 4 nốt vẫn còn zin theo xe luôn. Ở đây thì em đang có một chiếc 7 chỗ nữa đến từ nhà Toyota, đây là Toyota Rut, sản xuất 2020 nhưng được đăng ký lần đầu tiên 2021, tức là nằm ở trong xưởng, trong kho, trong hãng đến tận 2021 mới lăn bánh các bác ạ. 4 vạn km. Xe thì trang bị máy 1.5 siêu tiết kiệm nhiên liệu. Thiết kế của nhà Toyota thì cũng rất là đặc biệt, nhìn thứ nhất là nó khá hài hòa và hợp với khu thẩm mỹ của người Việt Nam. Hơn nữa thì những xe nhà Toyota thì từ Vios rồi đến Altis hay kể cả Rut thì nó có một cái điểm mạnh, đấy là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu các bác nhá. 525 triệu là các bác đã sở hữu mẫu xe này rồi. Một mẫu xe thuộc phân khúc hạng D hiện tại đang bán rẻ hơn thị trường đến tận khoảng 35 đến 40 triệu đồng. Con này là Mazda 6 phiên bản 2.5, bản cao cấp nhất luôn. Giá chào bán của chiếc xe này là 445 triệu đồng. Thực sự thì đi Mazda 6 và đi những chiếc xe hạng D nó cũng khác bọt hoàn toàn so với hạng B, hạng C. Nếu bác nào mà đang có nhu cầu sở hữu một chiếc xe Mazda 6 giá hợp lý thì nhớ đừng bỏ qua cái sản phẩm này của nhà Tùng Bách Thái Nguyên nha. Dạ vâng, bây giờ thì em đang có hai chiếc xe 7 chỗ thuộc hai thương hiệu khác nhau và cũng thuộc hai đất nước mà có cái xe. Thật sự là xe Nhật và xe Hàn ở Việt Nam bây giờ nó là sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Phía dưới này thì là Mitsubishi Xpander 2020, 3 vạn km, giá chào bán 515 triệu đồng, một chiếc 7 chỗ đến từ xe Nhật đúng không ạ? Và ở trên này thì em đang có Kia Zondo, cũng là 7 chỗ nhưng lại đến từ Hàn Quốc, thiết kế đặc trưng của nhà Kia luôn. Chiếc xe này sản xuất 2019, 5 bánh 5 vạn 5.000 km, với giá chào bán là 475 triệu đồng ạ. Trên này thì em đang có chiếc này là Kia Cerato 2021, đấy 2021 rồi nhá, form mới rồi nhá quý anh chị nhá, mà giá rẻ dã man luôn, 495 triệu đồng. Đây là phiên bản 1.6 Dulux bản tiêu chuẩn mọi người ạ, nó chưa có cửa sổ trời. Nhưng thật ra thì cửa sổ trời này có hay là không có thì nó cũng không quá quan trọng. Về cái vận hành của nó thì cũng không khác gì so với bản 1.6 Luxury đâu, nó chỉ chênh nhau một vài option. Nhưng đổi lại thì quý anh chị cũng đã mua rẻ đi được rất là nhiều rồi. Nếu là phiên bản 1.6 Luxury 2021 thì chắc chắn nó phải rơi vào tầm 52 hoặc là 53 tùy xuất xe, nhưng chiếc xe này các bác chỉ cần bỏ ra 495 triệu đồng thôi là mình đã sở hữu được một chiếc xe Kia Cerato 1.6 cũng vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Quan trọng nhất là xe đi ít, đài cao, máy móc động cơ còn zin mọi người nhá. Phía bên này thì em đang có khá nhiều những chiếc xe hạng A. Ví dụ như là Morning em cũng có này, i10 đang không đỗ ở đây. À đây, i10 cũng có luôn, Fadin cũng có luôn mọi người ạ. Gần như là đủ các mã trong xe hạng A rồi. Thường thì nhà Tùng Bách Thái Nguyên chỉ làm những chiếc xe đầy cao hoặc là xe đi ít thôi, nên là thông thường những mức giá xe hạng A ở nhà em nó cũng đều là khoảng trên 300, loanh quanh 300 hoặc hơn, vì đấy là những chiếc xe đầy cao. Con này nó là bản Luxury, là phiên bản cao nhất đấy. Sản xuất 2022, lăn bánh cũng chưa đến 1 vạn cây đâu. Giá chào bán 355 triệu đồng các bác nhá. Bọn này thì cái sự chênh này về giá nó không hề nhiều. Ấy, trước này nó là 2020 này.
hơn 3 vạn cây, 335 triệu đồng. Đấy, sự chênh này của nó hoàn toàn không nhiều đâu quý anh chị ạ. Chênh nhau 25, chênh nhau 20 triệu đồng luôn. Mỗi năm cũng chỉ chênh nhau khoảng 10 triệu. Các bác cứ xem màu trắng hay là màu đỏ, các bác ưng màu nào thì các bác lấy thôi, vì em khẳng định chất lượng của hai xe cũng hoàn toàn không có gì khác nhau. Một chiếc xe thuộc phân khúc hạng A nữa, đây là Hyundai Grand i10. Sản xuất 2022, 8.000 km, cam kết zin 100%, size tặng xe 388 triệu đồng quý anh chị nha. Và dưới này là VinFast Fadin mọi người này, màu xanh. Con này màu xanh, sản xuất 2021, 1.8 km, bản bay. Mà bản bay thì nguyên bản nó sẽ chưa có màn hình đâu, nhưng mà chủ cũ đã lên màn hình và cam nùi cho nó rồi. Nói chung là mua về các bác chỉ có đổ xăng là chạy thôi. Giá chào bán 305 triệu đồng. Đấy, mấy chiếc xe hạng A thì nó cứ loanh quanh trong tầm giá hơn 300. Rất là nhỏ gọn, đặc tính của nó là nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu. Có thể mua bác nào mà nhà trong ngõ hoặc mua cho vợ, cho mẹ thì vô cùng hợp lý. Với những chiếc xe này lại còn toàn là xe đầy cao và đi ít nữa đúng không ạ? Ở đây thì em đang có hai chiếc xe này là hai con rút. Những chiếc xe Toyota Rush đời cao 2021 luôn. Xe thì đi loanh quanh 3 vạn cây thôi. Ví dụ như con bên cạnh em đây là 3 vạn, còn con màu đen này là 2 vạn 8 mọi người nhá. Chênh nhau 2.000 cây, chưa đến 2.000 cây trong một năm sản xuất, thì hoàn toàn về cái chất lượng nó không có gì khác nhau. Con em đứng cạnh này thì nó là màu đỏ mận. Ở phiên bản trước xe này thì nó sẽ vẫn giữ là ghế nỉ các bác nhá. Đây Dũng ra đây quay cho bác xem này. Con này thì nó vẫn giữ nguyên dưới ghế nỉ này. Đã có thảm trải sàn, đã có màn cái gì nhỉ, cam hành trình là có rồi, có màn Android người ta cũng độ thêm rồi. Đấy, tại vì nguyên bản là ghế nỉ nên là nếu như bác nào mà mua thì các bác có thể độ thêm ghế da hoặc giữ nguyên như thế này sử dụng cũng được, vì từ mép ghế hay đến nòng ghế nó còn đều rất là mới, xe hoàn toàn không đi nhiều mà. Con này là 545 triệu đồng. Còn như cái chiếc xe màu đen kia ở bên trên này thì người ta đã độ thêm cái ghế da. Thật ra là những cái tiền độ này khi mua xe nó hoàn toàn không có ảnh hưởng gì về giá đâu. Con này người ta độ thêm cái bộ ghế da, nhưng mà màn hình vẫn là màn zin theo xe. Đấy các bác thấy không, vẫn là màn zin theo xe chứ chưa phải là màn độ. Tại vì là kể cả là độ 100 triệu và đi chăng nữa thì khi bán xe cũ người ta không quan tâm. Người ta mua xe cũ người ta chỉ quan tâm đến cái chất lượng của xe. Tức là xe nó đã bị đâm đụng hay là ngập nước thủy kích gì chưa, hay là máy móc động cơ keo chỉ là zin không thôi. Còn những cái độ này thì nó giống như là vật ngoài da ấy, nó không được tính đến đâu mọi người ạ. Các bác có thể cân đối giữa hai chiếc xe này vì hai con này nó đều cùng đời 2021 và màu của nó đều là những cái màu trầm, màu tối rất là dễ đi và cũng khá là sạch sẽ, nái lại cùng màu trong cùng một tông nữa. Bác nào mệnh thuộc một cung mệnh đều có thể đi hai cái con xe này. 545 triệu đồng cho chiếc Toyota Rush đời 2021 các bác nha. Và dưới đây thì em Huyền xin phép được kết thúc cái buổi phát sóng ngày hôm nay. Một con xe đời cao dã man 2023 nhưng mà là đã qua sử dụng rồi, lăn bánh 1 vạn km các bác nhá, biển 36 Thanh Hóa, giá chào bán 495 triệu đồng. Lốp zin con này hình như là bị chém một quả này. Kính zin, keo chỉnh zin, km zin vẫn còn bảo hành hãng nên các bác hoàn toàn yên tâm. Màu trắng này thì ai đi cũng được, ai đi cũng phù hợp luôn vì đây là cái màu trung tính mà. Đấy, hôm nay rất là hoang tàn tại vì mấy hôm nay bán khá là nhiều xe, em không nhớ chính xác luôn. Nhưng mà bán rất là nhiều, không có xe để bày nữa, nên bác nào mà đang có nhu cầu bán lại chiếc xe của mình đã qua sử dụng mà xe còn đẹp thì các bác nhớ là gọi điện cho em Huyền Tùng Bách Thái Nguyên, khẳng định rằng sẽ mua một cái giá gọi là cao nhất so với tất cả những nơi khác, tại vì bọn em là bán trực tiếp ra cho dân chứ không phải lối qua đầu thợ này hay đầu thợ kia nữa. Hỗ trợ trả góp trên toàn miền Bắc và nhận vận chuyển xe trên toàn quốc. Anh chị có nhu cầu nhớ đừng quên em Huyền nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video ngày mai ạ.